Chị ơi, cho em hỏi wifi đây là gì chị? Mua gì không? Lấy cho em hai bình hũ mít đi. Hũ mít đang có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1 á. Dạ, cho em hỏi wifi là gì? Mua gì không? Nãy gì? Thủy canh hả? Thủy canh ăn lá, ăn cặp. Thấy lấy cho em cặp đi. Wifi là gì chị? Mua gì không? Hả? À? Không hoài á. Lấy cho em cái bình xịt luôn đi. Wifi là gì chị? Có mua gì không? Trời ơi, em mua một đống đồ gì nè, cho em xin cái mật khẩu wifi đi để em chuyển tiền. Trời ơi, mật khẩu wifi đọc nãy giờ là có mua cái gì không, viết liền không dấu. Trời ơi, vậy mà không nói sớm. Em ơi, cho em xin cái mật khẩu wifi cái. Em đẹp không? Hả? Đẹp, em đẹp. Cho em xin mật khẩu wifi đi. Em đẹp không? Anh biết rồi, em đẹp lắm. Cho em xin mật khẩu wifi đi. Em đẹp không? Em đẹp nhất cái cửa hàng này luôn á. Đẹp cho anh xin mật khẩu wifi đi. Trời ơi, mật khẩu là em đẹp không? Chiếc liền không giấu. Rồi, em không đẹp. Đã nói là mật khẩu là em đẹp không? Chiếc liền không giấu mà sao mà kỳ trời. Thì anh nhập vô rồi, nhưng mà anh trả lời là đó, em không đẹp. Chị cho em xin cái bát wifi đi. Không có nhớ nữa. Dạ, tính tiền giùm em. Em chuyển khoản cái gì cho xem xin bánh wifi được không? Không có nhớ nữa. Hả? Nãy giờ mình hỏi hai người rồi mà ai cũng nói là không có nhớ chứ. Chắc cái đó là mật khẩu rồi. Ủa, không có đúng. Vậy để nhập anh qua coi. Không có đúng luôn. Ủa chị ơi, nãy giờ em nhập mật khẩu là không có nhớ nữa mà sao nó không có vô rồi, giờ sao vậy chị? Trời, cái mã wifi nó dày dữ lắm. Nãy giờ chị lu bu, giờ chị lấy cái mã cho em quét. Trời ơi, nãy giờ sống nấu trời. Em ơi, cho anh xin cái mật khẩu wifi của cửa hàng mình cái. Dạ, mật khẩu wifi á, anh đợi em chút xíu nha. Rồi, tới công chuyện rồi. Anh chuẩn bị nha, để em đọc hết wifi cho anh để nhập nha. Thu đi để lại lá vàng. Cái gì vậy bà nội? Vấn đề nào khó đã khó Sương Nông. Chào mừng bà con đến với cửa hàng Sương Nông. Cửa hàng chúng tôi bán hơn 300 loại hạt giống, cây giống và 50 loại phân bón. Đến với Sương Nông, bà con sẽ được phục vụ tận tình, chu đáo với đội ngũ nhân viên thân thiện, dễ thương, đáng yêu. Ủa em ơi, cái này còn nhiều không em? Điện thoại sắp hết pin rồi á. Không anh ơi, còn có mấy trang nữa à. Còn xíu em đọc xong rồi đem đọc tiếp nữa nha. Với tiêu chí vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi, cửa hàng Sương Nông sẽ giúp bà con yên tâm mua sắm. Chấm. Ủa sao không được em? Vậy cái đầu tiên viết qua giùm em nha anh. Thôi dẹp mẹ đi. Anh ơi, vậy có cần em in cái cuốn này ra cho anh không anh? Vậy chị ơi, cho em xin mật khẩu wifi của mình đi chị. Đợi một chút. Chị ơi, trời tối luôn rồi kìa, chị cho em xin wifi được không vậy? Đợi một chút. Trời ơi, nghỉ 2 ngày đi chơi với người yêu đã quá. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi, em đợi chị 2 ngày rồi giờ chị chơi em cái mất wifi được không nha chị? Trời ơi, cái wifi nó hư bữa giờ có sửa được đâu. Chị đợi chị nào sửa xong chị cho chứ chị đâu có kêu đợi một chút đâu. Trời ơi, mà bắt đợi 2 bữa nay rồi. Em ơi, cho chị xin mật khẩu wifi nha. Dạ, mật khẩu là cờ hờ tờ bờ đỡ. Làm sao em? Dạ, nghĩa là lấy cho chị 200 bao đất sạch đó chị. Lấy cho chị 200 bao đất sạch. Dạ, chị cho em mượn cái thẻ nha. Ủa? Sao không được vậy chị? Ừ. Thẻ có tiền đâu mà em quét. Chị cảm ơn nha.